ai xin chào tất cả các bạn đào hamster Combat nha Thì ở trên sàn Binance Con hamster nó đã đếm ngược cái thời gian lau bot nha các bạn Cái thời gian này không phải thời gian để niêm yết để giao dịch đâu nha Đây nè, mình kích vào trong đây mình xem cái thời gian lau bot này nó còn làm 16 giờ 3 phút nữa Nhưng mà cái thời gian của dự án á nha Đó, là còn tới 3 ngày nữa mới giao dịch nha Tổng số âm rốt là B trăm triệu qua sale nha các bạn. Đúng rồi B trăm triệu. Ờ à, xuống B B tỷ, B tỷ nha các bạn. Tổng âm rốt bên sàn đây là B tỷ nha. B tỷ con hamster thì còn 3 ngày nữa mới giao dịch được thì cái thời gian lâu bot này thì là có nghĩa là tình nghĩ là nó sẽ tẻ coi về sàn nha. Cũng có thể là như vậy nha. Còn cái thời gian đếm ngược á, trên sàn là nó chưa nha các bạn nó đếm ngược là nó đếm nó sẽ là thời gian giao dịch mở giao dịch giao ngay thì nó sẽ đếm ngược cái thời gian nha còn ở đây là nó kêu thời gian lâu post nha các bạn là chưa nha còn bên sàn OKX thì thành chưa có thấy OKX OK, nếu các bạn muốn thấy á, thì các bạn vào chỗ phần token mới nè nếu mà nó đếm ngược là các bạn thấy nha còn cái này là nó chưa nó chưa thông báo gì nha các bạn thì nếu mà nó trẻ về sàn hay không thì các bạn vào chỗ tài sản nha các bạn tìm vào phần full cũng được nha Các bạn tìm ngay thanh tìm kiếm như thế này là HM đây thì nó sẽ đây nó ra hamster nó sẽ hiện ra số dư khai dụng cho chúng ta đây còn đây là nó chưa trẻ nha các bạn bên Binance cũng vậy nè bên Binance chúng ta vào với nha vào cái chỗ giao ngay nha các bạn rồi chúng ta bấm tìm cái chữ HM cho thành thì nếu mà nó có số dư nó sẽ hiện lên trên này nó trẻ về nha còn chân nào nó đến cái thời gian giao dịch đó, kết thúc đó, thì chúng ta mới giao dịch được chứ còn nó có trẻ về thì nó cũng chưa giao dịch được giống như con đốt ít đợt trước nó cứ hẹn tới hẹn lui hẹn từ 4 năm ngày sau chúng ta mới giao dịch được nha thì chân nào nó nó thông báo chính thức giao dịch đếm ngược đó, thời gian đó, thì chúng ta mới mới giao dịch được nha các bạn Đấy. còn đây thời gian low bót thôi nha cái vé con hamster con bát nó có bán trước trên sàn rồi đây nha chúng ta bấm hm nè thì vào cái chỗ là kỳ hạn nha các bạn đây vào đây thì dế nó có sẵn là 0,0108 đô đây nha các bạn bấm vào đây là dế mua bán trước nha giá nó có rồi nè là tính ra là có 266 đồng một con này thôi nha một con hamster này nếu cái vé này thì 2000 con hamster thì chắc kiếm được thùng mì hay thùng bia nha các bạn. Còn nếu mà nó lít lên 0.01 01 á thì rất là ok nha. Thì uh, thành dự đoán giá cái con này nếu mà nó lít sàn á thì tầm là 0.05 đến 0.06 nha các bạn. Rồi sau một vài ngày nó sẽ lên khoảng 0.01 đến 0.0 nó lên 0.1 hoặc là 0.09 nha các bạn. Đó. Bởi vì cái con này lượng âm rối mà trẻ rất ít nha thì các bạn thấy chia sĩ thành hay cho thành một like đăng ký kênh nha